như tâm sự và trò chuyện. Hôm nay thì Phương sẽ update một chút xíu về cuộc sống của mình, với cả là cũng muốn chia sẻ cho mọi người những cái thói quen để cuộc sống của mình chất lượng hơn. Vì chứ mà chất lượng cuộc sống luôn là một thứ mà em Phương hướng đến, và cái sự vui tươi, cái sự tích cực, cái sự mà luôn luôn là một trong những cái điều mà mình luôn hướng tới mỗi ngày. Nếu mà các bạn hay xem những video thuộc về routine hoặc là những cái gợi ý cho cuộc sống nó ôm ơi đừng có ăn, cho cuộc sống nó xịn hơn á, thì sẽ thấy tập thể dục là một trong những điều tiên quyết, hoặc là thiền đi sẽ là một trong những cái điều rất là nên làm. Nhưng mà bản thân của An Phương với video này thì Phương cũng chỉ muốn khuyên mọi người là hãy có một thói quen giãn cơ như là Phương có từ cái lúc mà Sài Gòn mở cửa lại. Mình không có nhiều thời gian tập thể dục nữa, em Phương tập thể dục một tuần chắc là tầm 2-3 buổi gọi là nghiêm túc thôi, còn lại thì Phương sẽ dành mỗi ngày tầm ra 30 phút để mà giãn cơ. Giãn cơ đây có nghĩa là mình sẽ mở YouTube lên nè và sẽ follow những cái bài tập ở trên mạng thì Phương thường follow chị Movefit Nicole hoặc là Yoga with Adrian, đó là giãn cơ. Nhưng mà cơ bản đây vẫn là động tác kiểu yoga hoặc là pilates. Pilates mới ghê. Em Phương cứ hay đọc Pilates là pilates cho nó vui. Nói chung là nó sẽ giúp cho mình là điều hòa nhịp thở tốt nè, với cả là cơ thể dẻo dai hơn. Ngoài follow theo những bài tập ở trên mạng thì em Phương cũng tự có cho mình một cái set những cái bài giãn cơ mà mình thường thực hiện, thì em Phương sẽ show cho mọi người đây nha. Bạn cũng cảm thấy giãn cơ nó đã lắm luôn á mọi người ơi. Sau một khoảng thời gian dài làm việc rất là mệt mỏi, cái cảm giác mà được kiểu giãn cái lưng, giãn cái tay, giãn cái vai nó đã đúng không? Và do em Phương vừa mới qua một cái đợt đau lưng á, thì thực sự hiện tại mình rất là chăm lo cho cái chuyện xương khớp của bản thân. Tất cả là ai mà hay cúi này nè cũng hay bị đau cổ, cho nên giãn cơ là một những thói quen cần thiết. Để mà từ đó nếu các bạn yêu thích cái luyện tập thể dục này rồi thì các bạn sẽ dần nâng cao hơn tới những bộ môn khác như tập gym nè, hoặc là nếu mà ai kiểu muốn zen hơn nữa thì gọi là thể thiền. Trời ơi, nhân đây cũng phải khoe với các bạn tấm thảm này. Và đây là một trong những favorite của An Phương. Nếu mà cuối năm nay An Phương có làm một cái video mà favorite thì chắc chắn nó sẽ có tấm thảm nha mọi người. Đây là món quà sinh nhật mà An Phương đã tự đặt cho mình. Đây là tấm thảm có giá trị 5 triệu. Nó mắc lắm luôn, nhưng mà nó đã lắm luôn mọi người. Thảm nó mềm mà nó nặng mà nó bám kinh khủng luôn. Tấm thảm này đến từ thương hiệu Live For Me. Hoa văn ở trên thảm thì nó có một cái hướng nó hơi Ấn Độ chút xíu nha mọi người. Đây cũng là cái nôi của yoga, nhưng mà em Phương tập gym với thảm này cũng ok, tập tạ đứng cái thảm này cũng ok luôn, rất là dễ chùi rửa. Em Phương mua tấm thảm này trên Lazada và em Phương sẽ để link ở dưới nha. À, nói chung đây là một trong những favorite tuyệt vời nhất, là một khoản đầu tư tuyệt vời nhất của em Phương, một người thích tập thể dục thật sự. Ôi một tấm thảm xịn nó xuống. Nhân đây thì em Phương cũng muốn unbox thêm một thiết bị này nữa. Đây là máy massage của người trội thiệt á. Cái lúc mà em Phương mua cái máy này em cảm nhận được là chết rồi, mình thật sự lớn rồi. Hồi xưa làm gì nghĩ chuyện bỏ tiền ra mua ba cái máy này, nhưng bây giờ nhìn ba cái máy mà thấy mê, kiểu nó mê mọi người. Em Phương cũng sẽ để link bên dưới luôn nha. Bạn Phương mua máy này cũng khoảng 5 triệu. Nói chung là máy massage thì có rất là nhiều loại trên thị trường, nhưng mà em Phương được recommend cái loại này. Wow, máy rất là xịn, thương hiệu của máy là Trigger Point. Nó nặng lắm á mọi người. Rồi. Trời ơi, mới có lớp số 2 thôi mà siêu mạnh luôn. Mà cái máy này có tới 4 lớp nha mọi người. Ba bé đủ dũ qua tôi try. Trời ơi, chịu, chịu nha, chịu lăn qua nữa hả? Lăn qua cho đổi lên nè. Trời ơi, bé giờ này ốm đi chứ, xong rồi các bạn tưởng là em Phương nhịn ăn, hoặc là em Phương đang trong một cái chế độ nó rất là khắc nghiệt. Nhưng mà thật sự là không mọi người ơi, em Phương là một người thích gì ăn đó. Em Phương chưa bao giờ giới hạn mình trong bất kỳ một cái diet nào khắc nghiệt. Em Phương ăn bánh tráng, em Phương uống trà sữa, nói chung là em Phương thích gì em Phương ăn đó. Và cái sự ốm đi, cái sự thon gọn lại này là do em Phương tập luyện mọi người. Em Phương ăn bao nhiêu thì em Phương sẽ tập bấy nhiêu. Em Phương cũng có một cái sự kiểm soát nhất định với những cái nguồn cung vào cơ thể của mình, cho nên là mặc dù em Phương không giới hạn mình trong bất kỳ một cái món gì, nhưng mà luôn luôn là có một cái sự tỉnh táo ở đây là mình nên biết chọn những cái thực phẩm mình ăn. Đối với em Phương, định nghĩa đúng của healthy là tụi mình phải khỏe từ bên trong đến bên ngoài. Cái chuyện mà chăm sóc cho cái ngoại hình thôi là chưa đủ. Em Phương cảm thấy là tụi mình cần phải quan tâm thêm tới cái hệ sinh thái bên trong, quan tâm tới tuần hoàn máu, quan tâm tới đề kháng cơ thể, quan tâm tới cái sự nhanh nhạy và minh mẫn của đầu óc. Nhưng mà có nói mọi người là em Phương có ăn bánh tráng đúng không, uống trà sữa đúng không, và rõ ràng những cái món đó không tốt gì cả, nhưng mà em Phương vẫn ăn vặt, bởi vì ăn vặt nó giúp cho em Phương cảm nhận được cuộc sống này nó vui vẻ hơn, nó ý nghĩa hơn. Nhưng mà có là gì thì đối với những cái món ăn vặt thì em Phương sẽ luôn có một cái sự kiềm chế ở đây, một cái sự điều tiết ở đây. Lúc nào em Phương cũng sẽ bắt đầu một ngày mới của mình với đầy đủ dưỡng chất nhất có thể, để mà ngày hôm đó mình có nhiều gọi là cái sức khỏe hơn, có nhiều cái năng lượng hơn, với cả là cũng phải ăn để cho dưỡng cơ nữa. Đây sẽ là ví dụ một ngày của em Phương ăn gì nha. Thì mới thức dậy một cái là em Phương sẽ uống liền một ly nước nghệ mật ong. Em Phương sẽ uống trước khi đánh răng luôn. Và lý do em Phương uống nghệ mật ong, thứ nhất là do mẹ mình bắt, thứ hai là em Phương cảm thấy nghệ mật ong là một cái bài thuốc rất là tốt để mà trị đau bao tử. Phương thì đã từng đau bao tử thôi, bạn Phương hay nói cái trò là mỗi lần stress thì em Phương sẽ bị đau bao tử, cho nên những cái tháng cuối năm này rất là bận rộn, rất là nhiều việc, bạn Phương nên uống trước để mà lót đường.
Và sau khi mà em Phương uống hẹn mật ong xong thì sẽ ăn một quả trứng luộc. Trời đất ơi mọi người ơi, gà nhà em Phương đẻ nhiều quá. Ngày nào em Phương cũng ăn quả trứng luộc và đã duy trì cái thói quen này đến bây giờ là cũng là 4 tháng rồi. Cứ sáng nào cũng là một quả trứng luộc hoặc là hai quả trứng luộc. Ăn nó cũng ngán thiệt, nó cũng hơi không được ngon, nhưng mà ăn quen rồi thì thấy nó cũng bình thường. Và một quả trứng mọi người thì cho mình tầm 8 gram protein, và như em Phương đọc được là để giữ được cơ thì một ngày nên ăn tầm đâu đó khoảng trên 35 gram và 40 gram protein đi. Không biết trong ngày đó thì em Phương sẽ ăn nhiều, nhưng mà cơ bản bắt đầu một ngày mới với khoảng 8 gram protein thì em Phương cảm thấy ok. Bổ sung cách bổ sung protein thì mọi người có thể uống whey, nhưng mà em Phương thì không có uống whey do em Phương sợ bị nóng á, cho nên là bổ sung protein bằng trứng là một trong những cách bổ sung protein mà nó clean nhất rồi. Ăn sáng không có gì đó nữa, nhà của em Phương thì ăn sáng khá là bài bản bởi vì ăn sáng lượng bữa ăn chính đó. Các bạn Phương sẽ bổ sung thêm gói hồng sâm này, đây là hồng sâm KGC cho quan gia. Và Phương biết là các bạn đã từng thấy hồng sâm rất là nhiều đúng không? Em Phương bắt đầu uống hồng sâm này từ lúc mà Sài Gòn mở cửa lại với lịch làm việc của mình nó quá bận rộn, và em Phương thật sự là muốn sức đề kháng của mình tốt hơn. Hồng sâm thì giúp tuần hoàn máu tốt hơn và đưa những cái dưỡng chất đi đều hơn và đến đúng nơi trong cơ thể của mình. Ngoài ra thì hồng sâm còn giúp là tăng cường cái chức năng của dạ dày và ruột cũng như là hỗ trợ hệ tiêu hóa. Thứ gì này thì Phương thấy rất là nhiều dạng trong quán có hồng sâm, nhưng mà dạng mà Phương sử dụng là dạng gói nhỏ 10ml thế này, mỗi lần dùng thì chỉ cần xé ra và uống trực tiếp thôi. Trời ơi mọi người ơi, cái hồng sâm này nó khiến cho em Phương cảm thấy như mình đã đóng phim vậy mọi người. Lần đầu tiên Phương biết đến thương hiệu này và cái hồng sâm này qua những cái bộ phim Hàn Quốc, thấy các oppa và unni cứ kiểu mở ra uống xé uống, thế rồi mình cảm thấy là ok, mình cũng nên mua nhiều mở ra uống xé uống. Nếu mà các bạn có muốn tìm mua đúng loại của anh Phương á, thì nhớ search là KGC trong quan trang Everytime nha. Loại của anh Phương là 10ml. Lúc đầu chưa quen thì Phương thấy uống hồng sâm hơi đắng, nhưng mà bây giờ quen là thấy cũng bình thường. Vì gói hồng sâm rất là nhỏ, nó chỉ bằng khoảng một cái ngón tay của mình thôi, dài hơn ngón tay chút xíu, cho nên là khi đi làm thì anh Phương cũng gọi là tranh thủ lúc nào cũng để trong túi thêm một vài gói nữa để khi nào cần thì dùng. Nếu mà bạn nào có tập luyện thể thao nhiều như anh Phương á, thì rất là nên sử dụng hồng sâm nha, để mà gọi là hồi sức lại nhanh hơn. Và tốt nhất là sử dụng cái sản phẩm này sau bữa ăn sáng để cho cả ngày của mình có nhiều năng lượng. Các bạn thấy cái foundation buổi sáng của anh Phương vẫn chắc không? Vì trước mặt trong ngày thì em Phương có chụp rất là nhiều, xong rồi có đi làm, xong rồi ăn uống khá là chỉnh mạng, cho nên là thật sự rất là yên tâm khi mà ra đường với một cái cơ thể đầy đủ dưỡng chất như thế này, như cái routine mà anh Phương vừa chia sẻ. Khoe luôn với mọi người, hộp hồng sâm rất là sang xịn mịn luôn. Và anh Phương cũng có mua hồng sâm này tặng mẹ của mình, người lớn uống hồng sâm cũng rất là tốt nha. Và các bạn có thể tham khảo nhiều cái dạng hồng sâm khác của thương hiệu này. Tụi mình sẽ có cái dạng kẹo ngậm này hoặc là cái dạng cô đặc á. Sắp tới ngày 12 tháng 12 á thì cửa hàng chính hãng của KGC tại Shopee thì có rất nhiều khuyến mãi. Anh Phương sẽ để link những cái khuyến mãi đó cho mọi người, nếu mà ai cần thì có thể tham khảo nha. Mua làm quà tặng những người thân vào dịp cuối năm rất là xuất sắc. Để lúc nào cũng trong tươi trẻ thì anh Phương cảm thấy cái điều quan trọng nhất là phải luôn biết làm mới bản thân của mình. Anh Phương là một người luôn làm mới bản thân của mình qua những cái bộ môn học thể thao. Vì chứ mọi người có thể học nhiều những cái môn khác, các bạn có thể gọi là tìm tòi một cái gì đó, ví dụ như là chơi Lego, hoặc là các bạn có thể tìm tòi về như anh Nam thì bóng rổ đi. Nói chung là hãy cho bản thân một cái sở thích để mà lúc nào cũng tìm tòi về nó hết. Bạn Phương cảm thấy là cái cảm giác lúc nào cũng có một cái thứ mới để mình tìm tòi giúp cơ thể của mình, không phải cơ thể, trí não của mình nó refresh hơn. Và gần đây thì cũng muốn update mọi người là em Phương đã tập Pilates một cách chính thức. Trời ơi, cứ Pilates hoài, Pilates một cách nó chính thức. Và em Phương có đi học tại lớp mọi người, lớp mà em Phương học có tên là Care Pilates. Và em Phương sẽ để địa chỉ tất cả mọi thứ ở dưới cái phần mô tả dành cho những ai quan tâm. Em Phương học với lớp 1 kèm 1 với giáo viên, và em Phương thấy cái chuyện 1 kèm 1 này xuất sắc, bởi vì cô giáo sẽ hướng dẫn cho mình từng động tác một. Và so với những cái bộ môn trước mà em Phương đã học, ví dụ như là nâng tạ nè, ví dụ như là múc cột đi, chứ xong rồi cũng thử tập yoga ở nhà, thì Pilates là một cái trường phái nó khác cho mọi người. Cảm thấy nó có rất là nhiều năng lượng cho cái bộ môn này, nhưng mà nó không có đòi hỏi cái sức nặng gọi là kinh khủng như là tập tạ, nhưng mà nó cũng cần cơ thể mình có một sự dẻo dai nhất định. Nói chung là hay lắm mọi người. Giờ mới học Pilates chính thức được khoảng 3-4 buổi thôi, cho nên em Phương vẫn chưa có những cái review chuyên sâu các bạn. Nhưng mà có một điều mà em Phương cảm nhận được sau khi học, đó chính là về cách mình dùng hơi thở. Ví dụ khi mà em Phương tập tạ với lại thầy Duy đi, thì thầy sẽ hướng dẫn cho em Phương hít vô và hít tới bụng, xong rồi em Phương sẽ thở ra. Và sau khi mà đẩy khí ra hết tới bụng mình thì lúc đó bụng mình sẽ được gồng, và em Phương sẽ giữ cái dáng gồng này cho những cái bài tập thể dục của mình để nó tác động vào cơ bụng của mình nhiều nhất. Tuy nhiên đối với lại Pilates thì lúc nào em Phương cũng phải gồng cơ bụng. Em Phương khi mà hít vô thì cũng không có được phòng bụng, lúc nào cũng phải ấn cái rốn của mình xuống dưới cái phần cột sống, phải luôn luôn giữ cho bụng của mình ở trạng thái lép nhất có thể, phải đẩy hết hơi cho bụng ra. Và khi hít thở thì mình sẽ cho khí vào ngực, khi xong rồi mình sẽ thở ra, hít vào làm sao để cơ xương của mình nên nở ra. Nói chung em Phương cảm thấy những cái kỹ thuật thở trong Pilates so với khi em Phương tập tạ thì nâng cao hơn rất là nhiều, và cảm nhận được cái sự moving của khí ở trong cơ thể của mình đó mọi người, hay lắm luôn á. Tại vì em Phương cũng gọi là có sức rồi, cho nên khi tập bụng mà kiểu Pilates á thì cô giáo của em Phương thay vì nói em Phương là phải ấn thắt lưng mình xuống tránh tình trạng bỏng lưng, thì em Phương nên giữ cho lưng của mình
nó nên là một cái tư thế tự nhiên nhất. Và với cuộc sống của mình thì cái tư thế tự nhiên nhất không phải là tư thế gọi là thẳng băng, mà luôn luôn nó có một cái sự gọi là hơi gấp lại, hơi uốn nhẹ lại ở cái phần lưng dưới. Và cô giáo quay Phương muốn em Phương tập bụng và giữ ở cái tư thế nó trung tính như vậy. Cái tư thế này nó tạo cảm giác là mình hơi bỏng lưng chút xíu, nhưng mà cũng không hẳn nha, nếu mình biết gồng cơ bụng và gồng cơ lưng chắc. Và với cái dạng tập như thế này thì Phương sẽ vừa tập được bụng nè và vừa tập được lưng nữa. Nói chung hay lắm mọi người, do em Phương là một người thích tìm tòi những cái mới qua những cái bộ môn tập thể thao á, cho nên sau khi tập xong thì em Phương cảm thấy cơ thể của mình có thêm năng lượng, có thêm được refresh, lúc nào cũng cảm thấy là có một cái thứ mới để giúp cho cái khả năng sáng tạo của mình nó bùng nổ hơn. Hoặc là nếu bạn thích nữa, học múa cột. Trời ơi, múa cột là một cái chân trời nó khác nha mọi người. Trời ơi, Phương mới tập lại nó đau cái gọi hôm qua, hôm kia Phương đi tập nè, nó rách hết cả tay luôn. Trời, ngày hôm qua em Phương xài nước rửa tay á, cho cái cột vô đây mà em Phương kiểu không ổn. Nhưng mà đó là cái giá phải trả cho cái niềm yêu thích này. Chốt lại, mỗi bộ môn hoặc là mỗi một cái sở thích mới nó sẽ đem cho mình nhiều những cái nguồn cảm hứng. Thì rất cảm ơn mọi người, hãy luôn luôn làm mới bản thân qua những cái điều thú vị đó. Đây sẽ là một câu hỏi yes or no. Em Phương sẽ cho các bạn 3 giây để trả lời câu hỏi này. Các bạn đã từng bao giờ nghe nói hoặc là đọc bài viết hoặc là xem video về chuyện năm 30 tuổi mình cần phải có một căn nhà chưa, năm 30 tuổi mình cần phải có một cái xe, năm 30 tuổi mình phải có một cái gì đó. Nói chung là tuổi trẻ của mình lúc nào cũng phải trong một cái guồng quay làm việc để mà năm 30 tuổi hoặc là những cột mốc sau đó mình có cái gì đó chưa. Như em Phương thì để trả lời câu hỏi này thì chắc chắn là em có đọc rồi. Và em Phương cảm thấy bị áp lực bởi những cái thông tin đó nha mọi người. Em Phương cảm thấy là hiện tại mình đang được xã hội gọi là dạy là cần phải lúc nào cũng hustle, cần phải lúc nào cũng cố gắng cho một cái mục tiêu gì đó, lúc nào cũng phải làm việc, và nó vô tình chung tạo thành một cái gọi là nền văn hóa năng suất, productivity culture. Và em Phương cũng là một người trong cái văn hóa này. Khi mà em Phương đã quen với cái nguồn quay làm việc rồi thì nhiều khi em cảm thấy guilty khi mà không dành thời gian làm việc mà lại đi chơi hoặc là ngủ hoặc là cái gì đó. Không biết là các bạn có cái cảm giác guilty tội lỗi đó giống em Phương không? Không cần phải là workaholic mới cảm giác đó nha. Em Phương thì vẫn còn trẻ thôi, nhưng mà cũng phải nói là sau một cái tuổi trẻ lúc nào cũng làm việc từ lúc mình học đại học cho tới hiện tại sắp 30 tuổi, chỉ còn 2 năm nữa em Phương là 30 tuổi rồi. Nhưng mà em Phương vẫn không có gì hết mọi người. Em Phương không có nhà, em Phương không có xe, em Phương chỉ có cái tình yêu của mình đối với công việc. Và nhiều khi em Phương cảm thấy cái tình yêu này nó hơi toxic nha mọi người. Nó hơi nhiều, nó hơi quá so với cái sức của mình. Thật sự rất cần thời gian nghỉ ngơi, nhưng mà đến khi mình nghỉ ngơi rồi thì lại cảm thấy guilty. Đó, cái vòng xoay đó nó cứ ngu ngốc á mọi người. Chứ thật sự rất là mong muốn có thể thấy được những cái bài viết, có thể gọi là xem những cái thông tin đốc thúc tụi mình là hãy biết nghỉ ngơi, để mà khi mà em Phương nghỉ ngơi thì em Phương sẽ cảm thấy đỡ guilty. Rồi trước khi mà có thể đọc được những cái bài viết đó một cách nó nhiều hơn thì Phương cũng muốn là một người đem tiếng nói với mọi người. Nghỉ ngơi mọi người, chơi đi mọi người ơi. Hustle là một chuyện, hustle là một rất là nên, nhưng mà cũng phải biết chơi, phải biết nghỉ ngơi. Trẻ không chơi, già đổ đốn. Đây nè, cho mọi người xem được cái sổ làm việc của em Phương nè. Những gì mà các bạn có thể thấy ở đây á, có thần số học, có thần số học trong này đúng. Và đa số là thời gian biểu làm việc. Nói chung đây là một cái sổ thuộc về công việc. Em Phương khi mà lên kế hoạch thì chỉ lên kế hoạch về công việc thôi. Và hiện tại thì em Phương nghĩ là mình làm cũng hơi mệt rồi. Sau khi Sài Gòn mở cửa đến bây giờ là cũng đã khoảng 2 tháng rồi. Em Phương chưa có một ngày nào nghỉ ngơi luôn á. Chưa có một ngày nào mà em Phương được nằm ngủ xảy ra tới trưa, hoặc là chưa có một ngày nào em Phương được gọi là đi shopping đúng nghĩa, hoặc là đi xem phim, hoặc là nói chung là ngồi cà phê nhìn dòng đời trôi qua. Em cũng không có thời gian luôn. Cho nên là hiện tại thì em Phương đã có cho mình những cái kế hoạch ngắn hạn và những kế hoạch dài hạn để đi chơi. Đi bắn súng. À đi bắn súng. Ờ. Đi bắn cung. Đi bắn cung hả? Dạ có. Mình đi dạo. Em thích đi dạo, thích đi bộ. Catinat mới mở một tên mình nó cũng đẹp. À ok, Catinat tên mình. Đi uống rượu vậy. Ủa đâu vậy? Ở ngoài mới đi. Ở đâu vậy? Ở Tân Cảng. K1, Tân Đích 3, Tân Cảng. Em uống sợ em cười. Dạ em nhìn ba em cười. Bình thường ba em xin nhà ba em chịu, nhưng mà em xin nhà em cười với ba em. Nói chung cái danh sách những cái địa điểm hay vui chơi ngắn hạn tại Sài Gòn rất là nhiều. Chỉ là nếu mà các bạn thật sự muốn đi chơi thì các bạn sẽ tìm được chỗ mà thôi. Không có chỗ không chơi được, chỉ là các bạn chưa chọn đi chơi mà thôi. Nói về kế hoạch dài hạn thì chắc chắn là em Phương rất là mong chờ cho những chuyến đi du lịch rồi mọi người. Hiện tại thì trong tháng 12 thì em Phương và anh Nam cũng mong muốn là sẽ được đi đâu đấy xa xa một chút, tầm 3 ngày. Do cuối tháng 12 thì anh Nam được nghỉ một cái đợt rất là dài, cho nên là cũng muốn đi chơi. Và cũng không biết lúc đó tình hình ra sao, nhưng mà thôi mong chờ kiểu như là hope for the best. Lúc đó tụi mình được đi đâu đấy, không cần là phải quá xa đâu. Em Phương và anh Nam tính tới chuyện là đi
Hồ Tràm cũng có nè, hoặc là sao cũng đi Phú Quốc, hoặc là ngược bên trên thì đi Đà Nẵng, Nha Trang gì đó. Mình cứ đặt những cái mục tiêu nó vừa vừa trước. Có một số trip trước đây thì Phương may mắn được các khách sạn và khu nghỉ dưỡng sponsor, cho nên là không có lo tới chuyện chỗ ở, nhưng mà vẫn phải là lên Traveloka để mà xem các deal máy bay, hoặc là nếu mà cần đi vui chơi ở trong cái thành phố mình đến á, ví dụ như đi Phú Quốc thì sẽ ghé Vinpearl chẳng hạn, thì cũng lên Traveloka để mà kiếm những cái vé đẹp nhất, và cả mua online nó cũng tiện hơn là phải xếp hàng offline. Khi mà tìm kiếm thông tin trên Traveloka thì các bạn có thể lên web để tìm kiếm, hoặc là sử dụng app như Phương, thì Phương hay xài app của Traveloka hơn, bởi vì Phương cảm thấy giao diện của app nó rất là dễ sử dụng luôn. Tất cả mọi cái thao tác nó đều rất là nhanh, rất là mượt. Mọi thông tin các bạn cần thì đều được hiển thị nó rất là chi tiết và rõ ràng. Tức là những cái điều các bạn mua thì đều có những cái gọi là thông tin nó thật sự rất là cụ thể. Thanh toán Traveloka thì Phương thấy nó rất là nhanh, nó rất là tiện và trộn vía. Từ trước đến giờ Phương chưa bao giờ gặp bất kỳ vấn đề nào về việc thanh toán, và lúc nào thanh toán rất là vui, vì anh Phương luôn tìm được những cái deal tốt. Và đặc biệt nếu mà các bạn có săn được thêm voucher nữa ép vô với phần thanh toán thì trời ơi, chứ bây giờ trả tiền mỹ Phương cảm thấy vui hơn như vậy. Cái này thì anh Phương nói thêm thôi, do anh Nam làm ở sale tờ và anh Phương cũng là một chủ thể SC luôn, và thứ tư hàng tuần á thì Phương thấy SC sẽ có deal cùng với Traveloka, thì anh Phương sẽ cắn mua deal ở trên Traveloka vào ngày thứ tư bằng thẻ SC để được giảm thêm nữa. Nói chung là Traveloka tích hợp rất là nhiều những cái chương trình ưu đãi với các thẻ ngân hàng, thì mọi người nhớ có thể canh thêm một dụng thẻ ngân hàng đó nữa để được giảm thêm tiền. Đấy, nói chung là shout out cho Traveloka, bởi vì thật sự đây là một người bạn đồng hành không thể thiếu của anh Phương và anh Nam trước mỗi chuyến đi. Cái thói quen cuối cùng mà Phương đang cố gắng gìn giữ mọi người đó chính là phải hạn chế tất cả những cái sự tiêu cực đến với cuộc sống của mình. Nghe thì có vẻ nó hề vốn ha, để mà giữ được cái sự tích cực là mình phải ráng cho những cái điều tiêu cực nó đi, thì đó là hề vốn. Nhưng mà rõ ràng luôn á mọi người, con người mình cứ thấy có một cái xu hướng là hay bu vô những cái gì nó tiêu cực. Ví dụ như là các bạn xem một cái tít báo rồi đi, những cái tít báo mà nó liên quan tới drama, liên quan tới phốt thì thường nó sẽ attracting, nó sẽ hấp dẫn hơn, các bạn sẽ có xu hướng bấm vào hơn những cái tin bình thường đúng không? Có là gì thì những cái bài báo hoặc là những cái mẫu tin hoặc là bất kỳ một thông tin nào mà liên quan tới cái phốt hoặc là drama hoặc các mọi thứ, nó đều là một sự tiêu cực của mọi người. Đọc cái đó vô thì mình kiểu cảm thấy là được hít chút drama thì cũng vui lắm, nhưng mà đối với anh Phương đó vẫn là có sự tiêu cực. Và từ ngày mình gọi là cố gắng hạn chế nhất có thể bấm vô những cái thông tin đó thì cuộc sống nó nhẹ nhàng rất là nhiều, mọi thứ nó dễ thở hơn á. Đó cũng là lý do vì sao mà anh cứ là hạn chế xài Facebook, bởi vì Facebook đối với anh Phương là một nơi nó khá tiêu cực, cứ lướt tiếp một chút là sẽ thấy những cái điều tiêu cực, cho nên là mấy năm rồi anh Phương không có xài. Nhưng mà anh Phương vẫn có một cái page mới mang tên anh Phương để mà có thể đem đến các bạn những cái điều tích cực dễ thương nhất. Thì nhớ lại follow Facebook mới của anh Phương, có tên là anh Phương như mọi người. Đó là về chuyện hạn chế đọc những cái post và drama. Bây giờ đến một cái lĩnh vực khác nó cũng hơi liên quan tới sự tiêu cực trên mạng xã hội, đó chính là mình sẽ có xu hướng là đi soi những người khác. Trời ơi, em Phương á thích soi lắm mọi người ơi, cái xong rồi vô những cái account của những người mình không thích, mà mình nhìn mình xem là họ có hơn mình không. Đó là một cái thói quen rất là xấu luôn á, và hiện tại thì em Phương đang ráng bỏ cái thói quen này, chỉ follow những gì mà mình cảm thấy đem cho mình cái sự vui vẻ, và unfollow hoặc là mute những gì mà mình cảm thấy không có được vui con mắt lắm. Nói chung là out of sight out of mind. Một khi mà em Phương gọi là cắt mình ra khỏi những cái nguồn tiêu cực như vậy thì mình cảm thấy nó vui vẻ hơn. Thế là mọi người, những gì mà anh Phương muốn nói đây chính xác hơn là anh Phương không thích cái cảm giác so sánh mình với người khác một cách nó không cần thiết. Và những gì mà anh Phương vừa chia sẻ chỉ là hai trong số rất là nhiều những cái ví dụ khác mà các bạn có thể consider khi mà xác định được cái nguồn năng lượng tiêu cực đến với mọi người. Mỗi người mỗi khác, quan trọng nhất là các bạn xác định được những cái gì thường đem với các bạn cái nguồn năng lượng không vui và loại bỏ nó ra. Đó là những gì mà anh Phương đang cố gắng muốn nói. Vậy thôi mọi người, vì đã xem hết video này của anh Phương, cảm thấy là vui khi mà kiểu quay một cái video mà được ngồi kiểu xảy ra ai xong rồi đó là những gì mình nghĩ ra trong đầu. Mong là mọi người thấy video này dễ thương, mong là các bạn sẽ like cái xong rồi tốt nhất là share, cái xong tốt nhất nữa là subscribe. Đa tạ các bạn và gặp lại mọi người trong video sau. Thì tụi ơi, see you, tạm biệt nha.